Choáng với giá trị cây thủy tùng bị chặt ở Đắk Lắk, nhiều ông chủ cửa hàng đồ gỗ cho rằng một khúc gỗ thủy tùng cũng có giá cả trăm triệu đồng. Ngày 15 tháng 10, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài sinh cảnh Thông nước Thủy tùng Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Ia Hờ Leo, Hạt Kiểm Lâm bắt giữ một người trong nhóm đối tượng chặt trộm cây thủy tùng hàng trăm năm tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Y Chui A Drương, sinh năm 1998 tại buôn A Riêng B, xã Iara, huyện Ia Hờ Leo. Theo lời khai của người này tại cơ quan điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm này đã cùng nhau đi chặt trộm cây thủy tùng vì giá trị cây này cao. Liên quan đến giá trị của cây thủy tùng, anh Hổ, chủ cửa hàng đồ gỗ thủy tùng cho biết, một khúc gỗ với đường kính 80 cm và dài khoảng 1 m sẽ có giá vài trăm triệu đồng. Nếu đã được khắc thành tượng thì giá sẽ cao hơn. Một khúc như vậy với giá khoảng 250 triệu đồng, nhưng cái này còn phải bóc vỏ xem vân gỗ ra sao mới có giá trị cụ thể, anh Hổ chia sẻ. Một ông chủ khác có tên Tân cũng cho rằng một khúc gỗ như vậy giá cũng đến cả trăm triệu, tuy nhiên giá bán trong Đắk Lắk thì rẻ hơn nhiều, còn nếu bán cho khách bên ngoài giá cả sẽ khác. Theo đó, giá trị những khúc thủy tùng mà Y Chui A Drương và đồng bọn đã chặt trộm có giá trị lên đến cả tỷ đồng. Được biết, gỗ thủy tùng là loài gỗ quý hiếm, gỗ không bị cong vênh, mối mọt, có mùi thơm nhẹ, vân rất đẹp. Gỗ thủy tùng quý hiếm và rất sốt trên thị trường hiện nay, có giá trị rất cao trong phong thủy. Cây thủy tùng, tên gọi khoa học là Glyptostobus pensilis, thuộc nhóm 1A, loài đặc hữu có tên trong sách đỏ Việt Nam và được xếp vào diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện trên thế giới có 3 nước còn ghi nhận loại này là Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Tại Việt Nam, thủy tùng chỉ còn phân bố hai quần thể tự nhiên ở Đắk Lắk, gồm xã Ea Ran, huyện Ea Hờ Leo 140 cây, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng 21 cây và một cây tại thị xã Buôn Hồ. Trước đó, báo chí đã đưa tin tối ngày 14 tháng 10, lợi dụng lúc cơn mưa to, Y Chui A Drương cùng 6 thanh niên khác chưa rõ lai lịch và trạm quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh thông nước xã Eara cưa trộm cây. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 10, nhóm thanh niên cưa đứt cây thủy tùng trên 500 tuổi có chiều cao 8 m, đường kính thân cây là 80 cm thành nhiều đoạn, rồi vận chuyển ra ngoài. Trong lúc nhóm thanh niên vận chuyển đã bị cơ